Dạ, con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Những ngày nghỉ lễ cũng chúc quý cô chú thật nhiều niềm vui, thật nhiều tiếng cười, thật nhiều hạnh phúc bên gia đình. Hôm nay thì tiếp tục con ghé lại vườn của chị Huy, giới thiệu đến quý chú một số cây trong vườn nữa. Đặc biệt hôm nay là một cái clip cây ăn trái của chú, đa dạng luôn, khế rồi mận rồi kim quýt rồi ổi rồi sơ ri sung đó. Toàn bộ cây ăn trái không ha, me. Đặc biệt có cây chùm ruột nữa, khá đẹp luôn, cây chùm ruột bonsai. Con mời cô chú gặp lại chị ha, giới thiệu cho mình giao lưu luôn. Rồi em chào chị ha. Dạ em chào anh Khánh, em mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh Bonsai Lộc Tỉnh miền Tây ha. Thì hôm nay Bonsai Huy Hoàng nha em có một clip là cây ăn trái để giao lưu cùng quý cô chú anh chị. Cũng rất là đa dạng, khoảng 10 loại cây ha cô chú anh chị, như là chùm ruột này, kim quýt, khế, ổi, me. Rồi số điện thoại của em là 0939081082. Số đó cô chú anh chị liên hệ chốt cây ha. Em ở Ung Môn, thành phố Cần Thơ hết cô chú anh chị. Đây. Dạ rồi, em xin giới thiệu cây đầu clip của ngày hôm nay. Đây là một cây chùm ruột đó cô chú anh chị. Mã này là mã 1B ạ. Đây, cây form tàn ấm mịn lắm này cô chú anh chị, đang ra lọc non rất là nhiều luôn. Chùm ruột này thì nó đã thuần chậu lâu lắm rồi ạ. Dạ rồi. Em xin được phép đo thông số ạ. Cây chùm ruột. Cây có chiều cao lên đây là được 79. Cái tán dài hả cô chú anh chị? Tán dài em đo là được 75 ạ. Mình chơi cho lạ chút đi hả cô chú. Rồi. Mình có nhiều cây bonsai, cô chú anh chị mua cây chùm ruột này về sưu tầm ha, cho đa dạng mặt hàng. Dạ hoành thân ở đây là được 30 ạ. Cây đẹp. Đế đẹp lắm cô chú anh chị ơi, em hạo cái phần đế ở đây ha. Dạ là được 62 ạ. Dạ. Đây. Cây dáng trực nè, cốt cành lớn lắm cô chú anh chị. Đó. Cái phần cốt khoảng 7-8 cm đó. Đế đẹp đó cô chú anh chị. Cái này về mình sang vô cái chậu đẹp đẹp ha. Mình có một cây chùm ruột bonsai ạ. Mã này là mã 1B hết cô chú anh chị. Dạ cây chùm ruột này em giao lưu với cô chú anh chị với giá 1.900.000 ạ. 1.900.000 em bao ship cho cô chú anh chị ha. Thì chậu là em xin được phép gấp chậu bó bầu. Tại vì những cái này là cái chậu xi măng không mà em ship xa nó vỡ về, cô chú anh chị sang vô cái chậu đẹp đẹp giùm em ha. Đây. Dạ. Cây này mà treo trái cái cô chú nhìn chịu không nổi luôn, mê lắm. Trái nó treo chùm chùm đặc luôn. Rồi, đổi luôn chị ha. Dạ. Cây đế quá đẹp cô chú ha. Đế thú luôn. Dạ, rồi, tiếp theo là luôn. Em giới thiệu với cô chú anh chị mã 2B. 2B thì em có một cây me chua của cô chú anh chị. Đây. Cây này cái dáng nó trực mà nó co lắc á, nhìn cũng duyên lắm, tàn ấm mịn, hai cái mái nó căng về hai bên đó cô chú anh chị. Này, cây này là cây me chua. Cây có chiều cao lên đây là được 49 ạ. Dạ. Tổng cái tán dài em đo từ đây qua đây với cô chú anh chị là được 60 ạ. Cái me này dáng đẹp, chi cành đẹp cô chú. Cái phần đế em đo phần đế của cô chú anh chị là được 38 ha. Dạ. Này. Còn cái thân ở đây của cô chú anh chị là được 23 ạ. Cái cây này cái mái giống như cái mái nhà hai bên đó cô chú anh chị. Đó, dáng nó đẹp lắm, dáng cực, thân nó co lắc á. Em nghiêng nghiêng cho nhờ cô chú anh chị tham khảo được cái đường thân của cây á, nhìn cái thân nó nhìn viên á cô chú anh chị. Mã này là mã 2B hết cô chú anh chị. Thì cái cây me này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1.300.000. 1.300.000 em bao ship cho cô chú anh chị hết. Thì cây nhà em đều là bao ship hết hết cô chú anh chị. Mua từ hai cây thì em bớt tiền lại cho mình nữa ạ. À. Dạ, 1.300.000 chị ha. Dạ. Dạ rồi. Rồi. Dạ tiếp theo luôn. Là mã 3B. 3B thì em có một cây kim quýt đó cô chú anh chị. Đây. Thì kim quýt này là kim quýt vườn em ghép với kim quýt Thái ạ. À. Thì kim quýt Thái ghép vô là để nó cho trái nhiều của cô chú anh chị. Thì hiện cái cây này thì trái nó với bông nó cũng đang rất là nhiều luôn nè. Đó cô chú anh chị tham khảo ha. Cái đế này là đế thú của cô chú anh chị, rất là to luôn á. Riền lạc hết, không có bị lỗi chỗ nào hết. Rồi em đo thông số đi ạ. À. Cây có chiều cao lên đây là được 38. Dạ cái tán ngang là được 55. Còn tổng cái tán dài của cô chú anh chị là được 75 ha. Cây kim quýt Thái ạ. À. Rồi cái phần em đo tổng cái phần đế trước đi ạ. À. Dạ phần đế là được 48. Phần đế là được 48 hết cô chú anh chị. Đây. Rồi cái phần thân. Đo xích lên trên đây một chút là được 43 nè. Còn cái thân nó bay ra ngay chỗ này với cô chú anh chị là được khoảng 25 ha. Đây. Cây này là liền lạc hết, cái dáng thú rất là đẹp luôn đó cô chú anh chị. Đây, cốt cành lớn ha, em ghép rất là nhiều bo luôn. Cái cành này nó chống chống là tại vì có con sâu nó ăn đó cô chú anh chị ha. Chứ đây, cái cây là khỏe mạnh bình thường, rất là thuần chậu nữa. Mã này là mã 3B của cô chú anh chị. Thì cây kim quýt này em giao lưu với mình với giá là 2.300.000. Đó, 2.300.000 em giá em nêu là em bao ship cho cô chú anh chị hết.
Chậu thì em xin được phép cúc chậu bó bầu à. Về cô chú anh chị trồng sơn chậu khác giùm em ha. Tàn dạ. Ấm mịn nhiều lắm cô chú anh chị ơi, bông với trái cũng nhiều nữa ạ. Dạ rồi, cây rất là già, cây cây chim quýt này. Rồi tiếp tục luôn chị ạ. Dạ rồi, em giới thiệu với cô chú anh chị là mã 4B. 4B thì em có một cây mặn hoàng yến ha. Thì cô chú anh chị nào mà xua tầm cây ăn trái bonsai á, thì cứ liên hệ với em có rất là nhiều loại cây để phục vụ cô chú anh chị ha. Đây là cây mặn hoàng yến mã 4B ạ. Đây, rồi em xin được phép đo thông số. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 62. Tổng cái tán dài của cô chú anh chị là được 65 ạ. Rồi cái phần thân của cô chú anh chị, phần thân ở đây là được 33 nè. Cây này nó còn đế với cô chú anh chị. Đây nè, em không có khai thác đế thêm ha. Thì về nhà cô chú anh chị mình sang chậu đi rồi mình có thể khai thác đế thêm nè. Cái phần đế dưới đây thì nó lớn hơn nhiều của cô chú anh chị. Cây này đế nở nè, thân nó to nữa, rất là liền lạc luôn. Nó có một cái nhánh hồi ngay chỗ này, nhìn viên cây lắm. Mặn hoàng yến là rất là dễ cho trái nha cô chú anh chị, trái là chùm chùm luôn. Cây này là em ghép bo mà ghép lâu rồi đó, mấy cái bo nó già nó lớn đó, cô chú anh chị. Thì mã này là mã 4B hết cô chú anh chị. Thì cây mặn hoàng yến này em giao lưu với mình có giá là 1.900.000, 1.900.000 nha cô chú anh chị. Đó. Dạ mặn hoàng yến rồi, đổi luôn chị ơi. Dạ rồi, em qua mã luôn nha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo là mã 5B, thì em có một cây khế. Đây là khế chua em ghép với khế nhật. Đó, thì ghép khế nhật vô là cũng mục đích là cũng để cho nó co cha trái nhiều. Ghép nó lâu lắm, cốt nó lớn hết rồi cô chú anh chị, dán thú luôn. Rồi cái con thú này nó mập thú luôn á cô chú anh chị. Về sang vô cái chậu hình chữ nhật ha. Đây, cây có chiều cao lên đây là được 57. Rồi, cái tán dài nha cô chú anh chị. Dạ tán dài là được 62 ạ. Em ghép mấy bo á, mà cái bo này là nó lớn á cô chú anh chị ha. Quá đẹp luôn chú ơi. Con thú này nó liền hết trơn luôn à. Dạ tổng cái hoành là được 38 á cô chú anh chị ha. Đây. Phần đế ở đây là được 72 nè. Con thú này nó có giò luôn rồi đó cô chú anh chị. Đây nè, nó u nu u na, nó liền lạc hết, nó không có bị lỗi lầm chỗ nào hết luôn. Thì hai cái bo ghép nó cũng lớn nữa. Đặc biệt là cây nó đang cho lọc non rất là nhiều nè. Về nhà cô chú anh chị cây này là xe cho trái nhiều ha. Thì đây nè, trái khế nhật nè cô chú anh chị ha. Mình ăn vô nó có vị chua, trái nó còn lớn nhiều nữa. Thì mã này là mã 5B hết cô chú anh chị. Thì cây khế này em giao lưu với mình có giá là 1.800.000 ạ. Đó, 1.800.000 em bao ship cho cô chú anh chị hết ha. Đây. Lô cây bonsai ăn trái mấy cái gốc này là đẹp lắm đó cô chú anh chị. Dán bonsai thường chậu lâu năm rồi ạ. Rồi. Dạ tiếp theo là mã 6B với cô chú anh chị. Thì em có seri này là seri Thái nha cô chú anh chị. Tàn bữa nay là nó ấm mịn nè, mấy cây này dán bay dán đổ không à. Về cô chú anh chị cứ sang chậu cho em đi rồi mình chậu dinh dưỡng thêm thì một thời gian cây nó sẽ cho trái ha. Cây có chiều cao lên đây là được 46. Dạ có tổng tán dài ở đây là được 75 hết cô chú anh chị. Rồi. Rồi cái phần thân em đo ngay chỗ này ạ, dạ là được 13. Cái phần đế nơm nó lớn lắm á, đế đây nè cô chú anh chị, cái phần đế nó lớn ha. Thì về cô chú anh chị sang vô mấy cái chậu đẹp đẹp hơn thì cây cô chú anh chị nhìn nó đẹp hơn liền à. Sori này cô chú anh chị tham khảo nè, cái phần cốt nó lớn như thế này đây với cô chú anh chị là nó già cây lắm luôn. Chỗ này là em đã tháo kẽm ra luôn rồi nè. Đó thì mã này là mã 6B hết cô chú anh chị. Thì cây sori này em giao lưu với mình với giá là 1 triệu đồng nha cô chú anh chị. Thì giá em bao ship cho cô chú anh chị và mua hai cây em bớt tiền cho mình nữa ha. Sori già, cốt cành già lắm đó cô chú anh chị, đệm nhiều nước dây rồi ạ. Dạ. Rồi. Dạ tiếp theo là mã 7B cũng là một cây sori luôn nè. Đó. Thì hai cây này cái dáng đều là dáng bay á, về mình trồng vô cái chậu hình chữ nhật á, mình trang trí cái ông già đứng ngay chỗ này nè. Mà cây nó cho trái nữa là nhìn viên cây lắm hả cô chú anh chị. Cây bonsai ăn trái à. Cây có chiều cao lên đây là được 41 à. Tổng cái tán dài đây là được 65 á cô chú anh chị. Rồi cái phần thân em đo ngay chỗ lớn là được 15 ha. Thì đo ngay chỗ nhỏ đây là được 11 của cô chú anh chị. Thì cây nào nó cũng có đế cuộn cuộn hết luôn á. Đặc biệt là cốt cành cái dàn xương tàn của nó ấm mịn á, cốt nó già lắm á cô chú anh chị. Đây là cây này nuôi lâu rồi á. Rồi mã này là mã 7B ha. Thì cây sori này em cũng giao lưu với mình với giá 1 triệu đồng luôn. Thì mua hai cây thì em bớt cho cô chú anh chị 100.000, bớt tiền mà vẫn bao ship luôn nha cô chú anh chị. Đây. Cái lô sori này là nó già lắm, sori Thái á cô chú anh chị. Dạ. Rồi tiếp tục chị ơi. Dạ tiếp theo là mã 8B. 8B thì em có ổi tàu. Ổi tàu siêu trái nha cô chú anh chị. Đó thì mấy cây ổi này là tàn là nó ấm mịn rồi nè cô chú anh chị ha. Ổi thì rất là dễ trồng luôn cô chú anh chị. Chỉ cần cắt đọt thôi thì nó sẽ có bông kết trái nha. Em đo thông số cây ổi tàu mã 8B có chiều cao lên đây là 32. Có cái tán dài là được 48 đó cô chú anh chị.
Rồi. Cái phần thân ha, phần thân là được 11. Cây này đường thân lắc lượng, phơm tàn ấm mịn, nhìn rất là duyên cây luôn đó cô chú anh chị ha. Mã này là mã 8B. Thì cây ổi này em giao lưu với mình với giá là 800.000 ha cô chú anh chị. 800.000. Cây này tiền ship cũng nhiều đó cô chú anh chị vì nó cồng kềnh ha. Đó, mã 8B cây ổi Tàu giá 800. Em bao ship cho mình luôn ạ. À. Dạ, yeah, 800 thôi. Tàn, cây đẹp luôn. Tàn ấm mịn nhiều lắm, em nghiêng nghiêng cho cô chú anh chị nhìn được cái dàn tàn của cây nè. Đó, về cứ sang chậu giùm em thôi, rồi cây nó sẽ cho trái à. Đọt thì em đã cắt rồi, hiện giờ nó đang ra lọc non ha. Dạ. Yeah. Dạ rồi, em qua cây luôn nha cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo là mã 9B, cũng là một cây hỏi tàu luôn. Thì hai cây này là một cặp nè. Cô chú anh chị nào mà chốt một cặp thì em bớt tiền lại cho mình ha. Đó, mã này là mã 9B, cũng là một cây hỏi tàu luôn. Mấy cây này tàn mịn nhầy màng lắm. Cây có chiều cao lên đây là được 35 và có tán dài là được 52 á cô chú anh chị. Đó, mấy cây này cây giấm đổ á. Dạ, giấm này mình phố tiểu cảnh chơi đẹp đó. Cây có hoành thân ở đây là được 12 ạ. Cây này cũng giá là 800, mua hai cây em bớt tiền nha cô chú anh chị. Cây già cây dữ lắm luôn rồi, cốt cành lớn tàn ấm mịn ha. Về cô chú anh chị sang chậu rồi mình cắt đọt ha, rồi mình thêm giá thể, thêm dinh dưỡng thì cây nó sẽ cho trái à. Đây. Dạ. Yeah. Rồi, tiếp tục luôn chị ơi. Dạ, tiếp tục thì em lên khế á cô chú anh chị. Đây là mã 10B ha. Cũng là khế chua em ghép với khế nhật. Thì mấy cây này thì mấy cây nhỏ hơn nè. Trái khế nhật á cô chú anh chị, trái nó lồng thòng như thế đó ha. Này. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 36. Có cái tán dài của cô chú anh chị là được 52 ạ. Phần thân của cây á là được 19 đó cô chú anh chị ha. Đây, cái phần này thì cô chú anh chị không thích về cắt ra bỏ thì cây thành cây rắn trực ha. Thì khế nhật cây này già, cây em ghép cũng lâu rồi nè. Tàn nấm mịn, lọc non nó đang ra rất là nhiều luôn. Đây, mã này là mã 10B hết cô chú anh chị. Thì cây khế này em giao lưu với mình với giá 650.000. 650.000 em bao ship cho cô chú anh chị luôn ha. Đang có trái á. Trái này em ship có thể rụng á cô chú anh chị, mà về là nó ra trái khác mình yên tâm đi ạ. Dạ. Dạ rồi. Mã 11B thấy cô chú anh chị, cũng là một cây khế chua em ghép với khế nhật luôn. Đó, cây này rắn thú nha cô chú anh chị, cái này về ép chậu để trên bàn vẫn được nè. Lọc non nó đang ra rất là nhiều luôn. Cây có chiều cao lên đây là được 35. Dạ, có tán dài của cô chú anh chị là được 42 ha. Y như một con thú. Dạ, phần thân ở đây là được 22, phần đế ở đây là được 40. Cây này 700.000 nha cô chú anh chị. 700.000 em bao ship cho mình. Mã này là mã 11B. 11B ha, mua một cặp em bớt cho mình 100.000 nữa ha cô chú anh chị. Cây này cái đế nó đặt, cái dáng nó thú á, đặt kẹo luôn cô chú anh chị ơi, không có bị lỗi chỗ nào hết, ghép ba bo, tàn ấm mịn đang ra lọc non rất là nhiều luôn. 700. Dạ, 700. 11B ạ. À. Rồi. Dạ, tiếp theo là mã 12B với cô chú anh chị, cũng là một cây khế nữa nè. Khế chua em ghép với khế nhật ha. Cây này thì dán trực một đế lên hai thân. Cây này là thân lớn thân nhỏ cô chú anh chị. Đó. Cây này vừa có thân có đế, tàn ấm mịn có trái luôn. Cây có chiều cao lên đây là được 58 ạ. À. Và có tán dài hết cô chú anh chị là được 58 luôn. Cây này cái tàn với cái thân nó xứng với nhau tròn vo luôn. Và tổng hai thân là được 32. Rồi cái phần đế ở đây với cô chú anh chị là được 64 ha. Này. Trời, trái khế nhật đó cô chú anh chị, trái này nó chín này nè, mình ăn vô nó chua lắm cô chú anh chị ạ. À. Yeah. Này chua. Rồi cây này giá 800 nha cô chú anh chị. 800 em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Lọc non đang ra khế, mà ra lọc non là sẽ cho bông hết cô chú anh chị. Nó từ đây tới Tết thì mấy cây này thì trái nhiều lắm. Quý cô chú cứ thả đi, mấy cái này là nó sẽ ra bông là trái đầy hết trơn. Trái như thế cô chú anh chị ha, mình ăn vô nó có vị chua nè. Đó. Yeah. Rồi 12B 800 ha cô chú anh chị, mua hai cây bớt 100.000, mua ba cây em bớt thêm tiền nè. Dạ, yeah. Tiếp theo là mã 13B với cô chú anh chị. Thì em có sung ha, sung này cũng là sung cho trái nữa nè. Thì cái clip ngày hôm nay thì toàn bộ là cây ăn trái hết, nên cô chú anh chị mua sưu tầm ha, ủng hộ em rất là chân thành cảm ơn ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 46 và có tán dài là được 55 ha cô chú anh chị. Sung này dán thú luôn á cô chú anh chị ạ. Này, thân đặt kẹo luôn. Dạ, hoành thân là được 26 nè. Em xây qua đây đi, em đo cái phần đế á cô chú anh chị. Đó, cây sung đế đặc lắm luôn ạ. Dạ, cái phần đế là được 55 ha. Thì cây sung này em đã tháo kẽm ra luôn rồi đó cô chú anh chị ạ. À. Đây, không còn kẽm ha. Cây này về nhà mình á, sung thì nó sẽ cho trái từ trong thân luôn đó cô chú anh chị. Trái sung mình có thể ăn được luôn ạ. À.
Mã này mã 13B ha. Thì cây sung này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 800 ngàn nha cô chú anh chị. 800 ngàn em bao ship luôn. Thì chậu xi măng là em sẽ rút chậu bó bầu ha. Nó chậu xi măng nó dở lắm đó cô chú anh chị. Em dở lên dở xuống thôi mà nó đã bể chậu rồi nè. Đó. Dạ. Cây này không còn kẽm luôn cô chú anh chị à. Cốt cành lớn nè. Đó, tàn ấm mịn hết. Rồi 800 ngàn à, một cây sung ha. Dạ rồi, tiếp theo là mã 14B đó cô chú anh chị. Cũng là một cây sung luôn. Ở cái gốc này thì cũng 800 luôn mà cô chú anh chị mua hai gốc em bớt cho mình 100 ngàn luôn. Cái gốc này thì với cái gốc đó nhìn rất là giống nhau luôn. Mua một cặp sung cho nhà mình sung túc thêm hả cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 42. Và có tán dài là được 62 hả cô chú anh chị. Đây. Mấy cây sung này dáng như con thú không ạ. À? Dạ cái phần thân ở đây là được 29 đó cô chú anh chị. Còn cái phần đế nè. Cây này cái đế nó bài ra hết cái miệng chậu luôn rồi ạ. À. Dạ cái phần đế ở đây là được 79 cô chú anh chị ạ. À. Nằm đây, bè luôn. Nó nằm đế nó nằm hết luôn. Cốt cành lớn lắm luôn rồi cô chú anh chị, tàn ấm mịn nè. Nè cái cốt này cô chú anh chị tham khảo nè. Về tháo kẽm ra luôn đi là nó thành cây thành phẩm không còn kẽm giống như cây hồi nãy luôn hết cô chú anh chị. Thì cây này cũng giá 800 nè, mã 14B mua một cặp em bớt cho mình 100 luôn. Đó. Rồi. Dạ rồi em qua cây luôn nha cô chú anh chị. Và dạ, tiếp theo là mã 15B. 15B thì em lên kim quýt. Đó thì kim quýt này là cái dạng này là cô chú anh chị để bàn giùm em ha. Đó dáng trực nè, để bàn kim quýt Thái. Đó thì em ghép bo kim quýt Thái ha. Cây có chiều cao lên đây là được 36. Có tán dài là được 37 á cô chú anh chị. Ok. Thì kim quýt Thái cây nào nó cũng bông trái rất là nhiều luôn ạ. À. Cái phần thân ở đây là được 16 á cô chú anh chị. Dạ mã 15B ha. Thì cây kim quýt này 500 nha cô chú anh chị. Đó 500 em bao ship cho mình luôn. Dạ, 500 ngàn thôi hả chị à? Dạ. Gốc quá già luôn. Mấy cây kim quýt này chứ cũng tầm mười mấy hai chục năm không mấy cô chú anh chị ạ. Này đang bông luôn ha, cây này về để trên bàn có trái ha. Rồi 15B 500. Dạ tiếp theo là mã 16B. Đây nè, cũng là một cây kim quýt, kim quýt vườn ghép kim quýt Thái cô chú anh chị. Cây này thì nó đang cho trái cô chú anh chị ạ. Đó, bông bông rồi trái nhỏ nhỏ nó còn nhiều dữ lắm luôn á. Thì cái này là cái trái này nó chơi lâu nữa ạ. Trái kim quýt mình ăn được luôn nha cô chú anh chị, nó có khả năng hỗ trợ bị ho nữa đó. Rồi em đo thông số nè, cây có chiều cao lên đây là được 34. Và có tán dài là được 54 đó cô chú anh chị. Cái cây này là hoành thân là được 11 nè. Đó. Dạ nó có một cái nhánh tử ở đây nè. Rồi, mã này là mã 16B. Cây này 550 á cô chú anh chị, 550. Mua hai cây thì em bớt cho mình 100 ngàn luôn. Đó, mã 16B ha, kim quýt Thái à. Cây này thì 550. Dạ. Dạ, tiếp theo là mã 17B á cô chú anh chị, cũng là kim quýt nữa nè. Đó, cây này thì dáng dáng thú á cô chú anh chị. Cây này nó nhỏ nhưng mà nó già lắm rồi. Cái gốc nó to hơn hai gốc hồi nãy rồi, tàn thì nó cũng đẹp hơn nữa nè. Cây có chiều cao lên đây là được 29. Và có tán dài là được 45 ha cô chú anh chị. Đây. Cái phần thân ở đây là được 17 á cô chú anh chị ạ. 17 ha. Này cây này thì dáng thú nè, tàn ấm mịn, đang bông đang trái cô chú anh chị. Nói chung là kim quýt ba cây đó, cây nào cũng bông trái, cây này thì bông trái nhiều lắm cô chú anh chị nè. Đó, trái nhỏ nhiều lắm, nó đang sống đó, nó tiệp với cái màu lá nên cô chú anh chị nhìn không rõ ha. Thì về nhà mình thì nó bắt đầu nó chín lai rai ha. Kim quýt mình chơi lâu lắm luôn mà cây nó già lâu lớn lắm cô chú anh chị. Mã 17B ha, thì cây kim quýt này em giao lưu với mình với giá là 650. 650 em bao ship ha. Chậu thì em không có ship được, mong cô chú anh chị thông cảm, em bó bầu cây nó thường lâu lắm nên mình yên tâm đi ạ. Rồi. Dạ rồi, tiếp theo là mã 18B. 18B em có một cây khế đó, cô chú anh chị. Thì khế này là khế lá quắn nè, hay còn gọi là khế Mỹ, đây là trái nè cô chú anh chị. Đó, trái chùm chùm ha. Thì cây này thì về cô chú anh chị sang chậu để trên bàn ha. Cái lá nó nhìn nó đẹp rồi, thêm nó có trái thì nhìn nó đẹp hơn nữa hả cô chú anh chị. Này cây có chiều cao lên đây là được 35. Cái tán ngang của cô chú anh chị là được 30. Gốc này là gốc thú. Rồi về cô chú anh chị sang vô mấy cái chậu nhỏ nhỏ mà để trên bàn nhìn rất là duyên nha. Hoành thân là được 14 nè. Cái phần củ đế đây của cô chú anh chị là được 33 ha. Thì cây khế này em giao lưu với mình với giá là 500 nha cô chú anh chị. Mã 18B 500. Cây đang bông trái luôn ha. Lá sáng sáng, trái nguyên một chùm ha luôn. Lá nó rất đẹp, khế Mỹ. Dạ. Yeah. Cây này là khế chua em ghép với bo khế Mỹ với cô chú anh chị ha. Đó, cây là cây ghép. Dạ tiếp theo là mã 19B. Đó, khế nữa cô chú anh chị ạ. À. Đây là khế chua em ghép với khế Nhật. Thì đó, mấy cây này thì mini để trên bàn nha cô chú anh chị. Này rồi em đo thông số ạ. À.
Cây có chiều cao lên đây là được 39 và có tán dài là được 34. Cái gốc khú không bằng cô chú anh chị ạ. Đây rồi, cái phần thân ở đây là được 16 ha. Còn cái phần đế ở đây là được 36. Mã này là mã 19B của cô chú anh chị. Thì cái gốc kế này em giao lưu với mình với giá là 400 ngàn. Đó, chậu nhựa em bao ship rồi, em ship cái này là chậu nhựa em ship cho cô chú anh chị luôn. Mua hai gốc bớt cho mình 100 ngàn nữa cô chú anh chị ha. Đó, giá rất là hữu nghị, mong cô chú anh chị xem clip và ủng hộ em ha. Chú thích cây nào thì cứ liên hệ số điện thoại của em có ở tiêu đề màn hình ạ. Dạ, rồi, đỏ luôn chị ha. Dạ, tiếp theo là mã 20B với cô chú anh chị. 20B em có một cây me nữa nè. Đó, thì me này là me chua nè. Cái gốc giống như một con nhện vậy đó. Tàn thì ấm mịn rồi về sang chậu đi. Cây già già có trái hết rồi cô chú anh chị ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 25 và có tán dài là được 41 đó cô chú anh chị. Còn nguyên một cái gốc như một con nhện luôn. Cái phần gốc ở đây là được 46 nè. Cái phần thân thì cỡ 15 đó cô chú anh chị. Đó, mã này là mã 20B ha. Thì cây me này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 450 luôn. 450 em bao ship cho mình ha. Đó, mấy cây này thì em bán bao ship cho cô chú anh chị hết. Giá trị nhỏ em cũng bao ship ha. Mà còn thêm mua hai cây thì còn bớt tiền nữa cô chú anh chị. Đó, thì dạ, đây cũng là mã cuối clip của Bonsai Huy Hoàng nhà em hôm nay ha. Em thì chân thành cảm ơn tất cả các quý cô chú anh chị đã bỏ thời gian ra xem clip nhà em ha. Chúc cô chú anh chị có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ạ. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây dòng clip sắp tới ha. Em xin chào ạ. Dạ, rồi, ủng hộ cho chị ha, giúp cũng như là đăng ký kênh, ủng hộ kênh giúp con. Con cảm ơn quý chú rất nhiều. Và hẹn gặp lại tiếp tục những clip tiếp theo.